Khi mà bạn đang xem video này thì điều gì đang diễn ra bên trong bộ não của bạn? Hàng loạt những giao tiếp, các xung điện phát ra giữa các tế bào thần kinh. Những tia lửa này hình thành nên mọi suy nghĩ, cảm giác và chuyển động. Điều đáng kinh ngạc là chúng ta hiện nay hoàn toàn có thể đọc được và ghi lại được những xung điện này bằng điện não đồ hay là EEG. Vậy thì điện não đồ là gì? Điều gì làm cho điện não đồ trở nên mạnh mẽ? Và làm thế nào chúng giúp chúng ta hiểu được bộ não theo những cách mà chỉ một thế kỷ trước không thể tưởng tượng được? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nha. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Vào thế kỷ 18, một nhà khoa học Ý có tên là Luigi Galvani đang thí nghiệm với ếch và nhận thấy khi ông cho dòng điện vào chân của một con ếch đang chết thì các cơ sẽ bắt đầu co giật. Đây là một trong những quan sát sớm nhất về điện sinh học. Ý tưởng này cho rằng các mô sống có thể tạo ra và phản ứng với các tín hiệu điện. Thì không lâu sau đó, Volta mới mở một nghiên cứu của Galvani và phát hiện ra cục pin đầu tiên. Cùng với nhau, những phát hiện của họ đã đặt nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về hoạt động điện trong cơ thể và đặc biệt hơn là trong não. Thì đến năm 1924, Hertzberger là người đầu tiên ghi lại được điện não đồ của con người, đánh dấu một thời kỳ quan trọng trong khoa học thần kinh hiện đại. Ông ta đã phát hiện ra rằng bằng cách đặt các điện cực lên da đầu, chúng ta có thể đo hoạt động điện của não và được gọi là các sóng não. Công trình tiên phong của ông đã tạo tiền đề cho điện não đồ trở thành một công cụ quan trọng trong cả chẩn đoán y tế và những nghiên cứu khoa học về sau của não bộ. Vậy thì chính xác điện não đồ là gì? Nói một cách đơn giản, đó là đồ thị về tín hiệu điện trong não và chúng được ghi lại bởi một thiết bị đo hoạt động điện của não thông qua những cảm biến nhỏ đặt trên da đầu của bạn. Những cái cảm biến này thu tín hiệu điện tự nhiên mà tế bào thần kinh của bạn sử dụng để liên lạc với nhau. Nó không xâm lấn, có nghĩa là không cần phẫu thuật hay cắt vào hộp sọ, chỉ cần một số miếng đệm và dây dính. Những tín hiệu não này sau đó được ghi lại và hiển thị dưới dạng những đường lượng sóng trên màn hình. Những mô hình ngoạch ngoạc được ghi lại đó được gọi là sóng não và chúng có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn. Ví dụ như khi bạn tỉnh táo và minh mẫn, não của bạn sẽ tạo ra sóng beta nhanh. Nếu bạn cảm thấy bình tĩnh và thư giãn hơn, nó có thể chuyển sang sóng alpha chậm hơn. Sóng theta chủ yếu xuất hiện khi bạn đang chìm vào giấc ngủ. Và sóng delta là sóng chậm nhất có liên quan đến giấc ngủ sâu. Mỗi một tần số sóng cho chúng ta biết điều gì đó về những gì đang diễn ra trong não tại bất kỳ thời điểm nào. Thì làm sao người ta có thể đo được những cái sóng này? Đầu tiên là người ta sẽ đặt những cái điện cực nhỏ, thường là được làm từ kim loại như là bạc hoặc vàng trên da đầu của bạn. Chúng được cố định bằng một loại gel dẫn điện để đảm bảo tiếp xúc tốt với da đầu nhằm để thu hút tín hiệu điện. Các điện cực này hoạt động như những cảm biến thu các tín hiệu điện nhỏ do các tế bào thần kinh phát ra khi chúng giao tiếp với nhau. Những tín hiệu điện này thường rất yếu, chỉ có vài microvolt. Sau đó, những tín hiệu này sẽ được khuếch đại lên để có thể ghi lại và phân tích được. Bộ khuếch đại trong máy EEG sẽ tăng cường các tín hiệu này lên mức có thể đo được. Sau khi được khuếch đại thì các tín hiệu điện sẽ được chuyển đổi thành dạng số và ghi lại trên máy tính. Chúng được hiển thị dưới dạng các đường lượng sóng trên màn hình được gọi là các sóng não. Thì các sóng não này được phân loại dựa trên tần số của chúng. Như mình đã đề cập, sóng beta, alpha, theta và delta. Mỗi loại sóng não phản ánh một trạng thái tinh thần khác nhau và cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động của não. Điện não đồ đã thay đổi cách tiếp cận của y học, đặc biệt là trong chẩn đoán các tình trạng như là động kinh. Nếu như ai đó bị co giật thường xuyên, các bác sĩ có thể sẽ sử dụng điện não đồ để phát hiện hoạt động điện bất thường trong não và dự đoán các cơn động kinh có thể xảy ra. Điện não đồ cũng được sử dụng để nghiên cứu các rối loạn giấc ngủ, khối u não và thậm chí cả chấn thương đầu. Nhưng mà nó không dừng lại ở đó, điện não đồ không chỉ được dùng để chẩn đoán tình trạng bệnh lý, mà chúng còn là một công cụ mạnh mẽ trong khoa học thần kinh nhận thức. Thì các nhà khoa học thần kinh sử dụng điện não đồ để nghiên cứu cách não xử lý thông tin, làm thế nào để chúng ta tiếp nhận thông tin và ghi nhớ mọi thứ. Bằng cách phân tích các tín hiệu điện của não, các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ hơn về học tập, trí nhớ và cả nhận thức. Ngoài ra, điện não đồ còn được sử dụng trong các nghiên cứu về giấc ngủ để chẩn đoán các rối loạn như là chứng ngừng thở khi ngủ, mất ngủ và các rối loạn giấc ngủ khác. Nó giúp chúng ta theo dõi các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và phát hiện các bất thường.
Điện não đồ hiện đại có thể được kết hợp với các kỹ thuật chụp ảnh thần kinh khác như là quét fMRI hoặc là PET, giúp các nhà khoa học có cái nhìn chi tiết và toàn diện hơn về hoạt động của não. Nhìn về tương lai thì điện não đồ còn có nhiều khả năng thú vị hơn nữa. Đặc biệt là người ta còn có ý tưởng sử dụng điện não đồ cho y học cá nhân hóa, tức là điều chỉnh các phương pháp điều trị dựa trên mẫu sống não của từng cá nhân một. Và ngoài ra còn có một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ hơn nữa là giao diện não và máy tính, nơi mà mọi người có thể điều khiển thiết bị chỉ bằng cách suy nghĩ và phản hồi thần kinh. Bạn thực sự có thể huấn luyện sống não của mình để cải thiện sức khỏe tâm thần và khả năng tập trung cao độ, nghe giống như là phim khoa học viễn tưởng. Điện não đồ đã đi được một chặng đường dài và chúng đã thay đổi cách chúng ta nghiên cứu về bộ não. Công cụ này đã mở ra những cánh cửa mới cho kiến thức về cơ quan phức tạp nhất của chúng ta. Thì liệu một ngày nào đó chúng ta có thể giải mã được mọi bí ẩn của bộ não? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên cho mình một like và đăng ký với nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần tới.